Hello, mình là Hùng Kaiju 1m2. Nếu như bạn nào có nhu cầu mua app Free Fire thử một máy kim cương giá rẻ, có thể đến ngay với songakira.vn. Đảm bảo uy tín, chất lượng và tự động 100% với đủ các loại vòng quay các kiểu, có đa điều và có tỷ lệ trúng được ngay cả chủ shop đẹp trai. Cái gì đó dài 1m2 thì các bạn tự biết nha. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về Free Fire. Nếu như bạn nào nếu như các bạn là một trong số những người chơi theo kiểu là theo cái hướng là hứng thú với những cái món đồ mới và hay theo dõi những cái thông tin về những cái đồ mới ở trên các kênh về kiểu review đồ mới như kiểu là kênh của chú Rikaki Gaming chẳng hạn, thì các bạn sẽ biết được rằng là sắp tới trong game server Free Fire Việt Nam, chúng ta sẽ ra mắt một cái kiếm rất là đẹp. Và cái kiếm đấy là cái kiếm đẹp nhất từ trước đến giờ. Và cuối cùng là đã ra mắt rồi, mình chỉ không nghĩ là ra mắt sớm như này thôi. Còn có bóng keo này tôi chịu, tôi còn chưa nghe đến nó và tự dưng bây giờ tôi biết. Chắc là tại vì mình không cập nhật đủ thôi. Nó là một quả bóng keo có cái chữ đằng sau đó là Bulletproof. Bullet là đạn, còn proof này thì chịu. Sừng không ok, please. Sừng không ổn, làm ơn. Mình chưa hiểu lắm. Nói chung là cái dịch cái chứ ở trên bóng keo này thì tôi nghĩ là chắc là tôi bó tay rồi các bạn ạ. Trình độ tiếng Anh của tôi dạo này nó cũng gọi là hết đát lắm. Nó cũng ở tầm cỡ gọi là học sinh tiểu học thôi. Khoảng lớp 1, lớp 2 đấy. Mà như các bạn đã biết đấy, đến lớp 3 chúng ta mới học tiếng Anh. Là các bạn đủ hiểu là trình độ tiếng Anh của tôi bây giờ nó biết bát như nào rồi. Đây là quả bóng keo mang tên là bữa tiệc màu sắc. Wow, một quả bóng keo khá là cute phù vai que. Dạo gần đây có vẻ anh gà đán toàn đánh vào việc là bóng keo cute chứ bóng keo đẹp thì tôi không thấy đâu cả. Vâng, và đây là thanh katana gia hội. Một thanh katana với quả hiệu ứng trông rất ảo ma Canada, Australia và California. Chúng ta sẽ cùng xem em nó ở trong thực chiến nó sẽ như thế nào các bạn nhá. Wow, một thanh katana vàng nữa. Như vậy là sau thanh katana hỗn mang thì đây là thanh katana thứ hai. Nó gọi là thanh katana có phẩm chất là màu vàng. Bình thường thì toàn là màu tím thôi, các bạn đều để ý rồi. Thanh này vàng chóe nhưng vẫn là màu tím. Còn thanh này lại là màu vàng. Và nó có quả trôi kiếm trông rất là dị so với thanh kiếm còn lại. Ui, cầm nó đẹp thực sự luôn đấy các bạn ạ. Trông nó sắc lẹp, nó ảo vãi cả cước. Còn có bông keo thì chắc chắn là trông nó cute rồi. Nhưng mà dạo này hơi nhiều bông keo nha anh gà đán. Đùa, 46 quả bông keo rồi. Em nói thật với anh gà đán chứ em dùng bông keo em thấy nó hơi ngợp. Đẹp thì đẹp đấy nhưng tôi không biết rằng nên phối cái thanh katana này với cái combo súng nào cho nó hợp màu sắc cả. Ô, mình biết rồi các bạn ạ. Chỉ dùng đồ toàn màu vàng top 1. Tại thanh katana này trông nó vàng quá, hợp lý. Dùng kế điệu ổ Ly Sơn đánh lừa cả bản thân mình và đánh lừa cả những người đang xem, đánh lừa cả team địch. Mặc dù team địch nó éo thấy tôi chấm ở khu dân cư nhưng tôi lại nhảy vào tháp đồng hồ. Người ta bảo rằng là đây là chơi game theo tổ tiên mách bảo đấy các bạn ạ. Chơi game theo hướng tổ tiên mách bảo, tổ tiên bảo nhảy là ở tháp đồng hồ thì phải nhảy tháp đồng hồ chứ không có nhảy ở bên khu dân cư làm cái gì hết. Nhưng mà tổ tiên ơi, tổ tiên lựa quả này hơi căng cho cháu. Má là đông thế này thì chơi thế nào được. Ôi thôi, có cầu UMP đập mặt vào tôi, đó là nhân vật chính. Đập mặt vào tôi, đó là nhân vật chính. Đây rồi, UMP đất đất. Trời ơi, mặc dù tôi dùng quả này quá nhiều rồi các bạn ạ. Nhưng hôm nay là mất công xài combo súng màu vàng thì chúng ta phải dùng luôn định mệnh nhà nó các bạn. Tôi quên không tắt viết dấu. Tôi quên không tắt viết dấu cho nên là tôi buộc phải bật Chrono lên để tôi tắt cái viết dấu cái. Định mệnh nhà nó được khổ thế. Má là vì sợ đến tôi phải bật Chrono lên nhưng tôi không muốn mất Chrono tí nào. Ô, có khẩu plasma này, khẩu này cũng màu vàng. Được, ok, giết hết. À đủ, định mệnh đau thế nhở. Cay thật đấy, má nó ăn một đống như đại vào đít, đau thiệt. Ok, từ từ bình tĩnh đã. Đây, tôi nhận được khẩu AK rồi các bạn. Thì hôm nay chúng ta đem ra em hàng AK, nó mang tên là AK Bí Ngô. Tại sao lại là khẩu này mà không phải là AK Kim Kỳ Lân? Tại vì là khẩu Kim Kỳ Lân thì nó vàng chóe hơn và nó đúng là màu vàng hơn. Hơn nữa nó cũng ngon hơn thật. Nhưng mà có một cái vấn đề đó là cái khẩu AK Kim Kỳ Lân nó không có một cái kiểu một cái vấn đề gì liên quan cả. Còn khẩu AK Bí Ngô này thì có. Nếu như bạn nào chưa biết thì sắp tới đây chung kết FFAC, chung kết Free Fire cái gì đấy cấp ấy thì chúng ta sẽ có cái phần thưởng ở tại mốc 250.000 view. Tức là nếu như mà có 350.000 thế nào ấy, hay là 250.000 đấy tôi không nhớ lắm. 350.000 thì phải. À 250.000 đấy. Nói chung là đạt đến cái mốc view đấy chúng ta sẽ nhận được đó là một trong 4 phần quà tự chọn, bao gồm có cả cái bom keo cùng loại. Xong rồi chúng ta có cả đó là khẩu AK Bí Ngô này là những cái nhân vật chính. Và khẩu AK Bí Ngô này có chỉ số là khá là ngon. Nó là tăng một tốc bắn, tăng 2 độ chính xác thì phải. Tôi éo nhớ lắm. Nói chung là đây là một khẩu AK dùng được.
Các bạn thể thấy là mình dùng khẩu AK này nó khá là ngon. Khẩu AK này trước là nó nằm ở trong một cái vòng quay súng thì phải. Nếu như mình nhớ không nhầm là nó nằm trong cái vòng quay mà có vé quay súng ấy. Và mình cũng đã quay được cách đây về khoảng tầm gần đến 2 năm rồi. Tại vì là cái thời mình quay là cũng là cái thời mà mình chưa nổi tiếng lắm ở bên cộng đồng Free Fire cơ. Tức là năm cuối năm 2019 cơ. Đợt Halloween tháng năm 2019 thì phải. Lâu phết rồi đấy nhỉ. Ôi ôi, bên trái tôi là một thanh niên đang hồi sinh cho đồng đội. Bên phải tôi đây là một tân chơi đang đứng bắn đang hồi sinh cho đồng đội. Ôi rồi nó nóc tôi gạt gió lấy kiểu ạ kìa. Ấn định mạnh mẽ cả đội gạt gió một cách cực kỳ là cuồng nhiệt. Ôi rồi ôi, tôi gạt gió một cách cực kỳ là nhiệt huyết và đầy nảy lửa như thế. Mà tại sao kiểu đó lại không phải là của tôi vậy? Vãi cả đồi, chắc là tôi bắn nó còn một chấm máu xong rồi cái tự dưng nó trừ máu chết cho nó tính là thằng kia giết các bạn ạ. Ôi giời ơi, cái cảnh mà thằng thì ở bên dưới, còn thằng thì ở bên trên bay thả diều xuống như thế này trông nó thật là yomot các bạn ạ. Úp quả bóng keo đẹp thế. Ajinomoto. Ok con dê, định mệnh thằng này bắn hay quá trời. Mà nó bắn tôi gần chết rồi. Từ bình tĩnh nha, đợi tí hồi máu đã. Ok à, thanh niên bạn ơi, sao lại chơi lúc đồ như thế mình chặt chết hụt và đang đứng đây cơ mà. Bạn cứ làm như kiểu là không chơi không người ấy. Đùa, nơi duy nhất không người mà không có tôi mà bạn có thể vào đấy để làm cái gì thì thích tùy thích. Đó là nhà vệ sinh nữ tôi. Người có ý thức như tôi là không bao giờ vào trong nhà vệ sinh nữ làm gì cả. Hiểu không? Tôi từ bé giờ tôi đã được nhìn thấy con gái tắm bao giờ đâu. Đấy, cho nên là tôi có một quan điểm rõ ràng, đó là con gái rất là bẩn thì con gái không đi tắm. Và điều đấy không quan trọng đến cái việc là đấy, ý như ý tôi muốn nói đấy, là nếu như bạn muốn trốn Hùng thì bạn nên trốn vào nhà vệ sinh nữ. Vì nơi đấy là nơi duy nhất mà Hùng không tìm ra. Chứ còn tất cả những chỗ khác bạn trốn đi đâu tôi cũng tìm ra nhá. Ui, quả thanh katana này trông đẹp thật các bạn ạ. Vít slip, mặc thêm cái bộ buya này xong rồi cầm nguyên súng combo màu vàng. Nó lại còn khẩu AK liên quan đến cái vấn đề là sắp tới được tặng free nữa. Nó phải gọi là mắc pin. Đừng chơi. Từ từ bạn đợi, đợi tí bình tĩnh mình đốt cái sửa giáp xem nào. Chạy gì mà căng vậy mấy anh. Ok, biến bụi cỏ rồi. Từ từ bạn cứ bình tĩnh nha, cho mình lút đồ tí. Việc gì mà phải vội mà vàng. Ơ kìa, có quả kẹo, có quả kẹo, có quả kẹo, có quả kẹo. Bấm mãi mới lút được quả kẹo vậy. Rồi, dân chơi nó đứng. Ôi ôi, nó đứng nó biến thành bụi cỏ, đứng nó nhìn tôi nửa tiếng đồng hồ rồi. Cái gì đây? M82B à? Vãi cả đôi, có quả kẹo ở đây mà nó bắn keng được vào chảo thì chắc chắn luôn đây là M82B rồi. Ôi rồi, làng nước ơi. Mẹ bố tiến sư nhà đó nó chơi giả lập kia. Chắc vậy. Tôi nghĩ là chắc là nó phải chơi giả lập thì nó mới muốn cầm súng nhắm. Chứ nếu như mà nó chơi điện thoại thì tôi không nghĩ là nó lại có đam mê cầm khẩu M82B ra đâu. Bởi vì là mấy bạn mà chơi điện thoại các bạn ấy sẽ không có đam mê cầm súng nhắm lắm. Vì nó rất là có hại ở sức khỏe. Ôi trời ơi, hai viên vào đầu, thêm một viên vào trim nữa. Người ta gọi đây là trim shot. Ai ơi, ai ơi, đậu man lắm thế. Ôi trời ơi, bạn nào cứ nghĩ ra là lại phun đăng đỏ như này. Đùa, tôi không muốn bắn các bạn đâu, cái gì nữa vậy? Sao lại có một thằng lại thả diều nhảy dù ở trên cổng trời nữa vậy? Ôi giời ơi, tôi khổ quá mà. Các bạn cứ dí khi vào mồm tôi, xong các bạn đóng mồm tôi lại. Các bạn bảo là ăn đi anh, nuốt đi anh. Thế này cũng nuốt sao được. Mà không, nhiều khi tôi không nuốt được, tôi đang nghẹn rồi. Đề nghị các bạn không gọi là cho mình ăn mạng nữa, chứ không mình nghẹn. Ơ kìa, vẫn nốc à? Thế là chưa clear rồi, vẫn còn thằng nữa à? Vãi cả lìn đã, sao khó thế nhờ? Cái định mệnh bọn này nó hồi sinh quái này rồi, bao giờ bọn nó hết vậy? Má nó vòng lặp kiểu vòng lặp bất tận vãi nồi mấy ông. Ai ơi, cái định mệnh lại nữa rồi, cái gì đây? Bắn ra C80 à? Trời ơi, đâu vậy? Má, nó bắn cho tôi 3 viên vào người mà tôi muốn là long trời lở, à long đầu lở huyết rồi đó mấy ông. Ôi trời ơi, đây mình bắn cho bạn nó gọi là vỡ đầu luôn. Đây đúng theo kiểu là người ta gọi là thiếu máu lên não này. Đề nghị bạn mua ngay một vỉ tiếp vi hoặc là hoạt huyết dưỡng não nha. Chứ không thế này là đau đầu đến chết đấy bạn ạ. Hỏng đấy, ok chạy đi đâu, ok thằng này chạy kinh đấy. Ok, sao tôi bấm bắn mà nó không bắn nữa, tôi cứ kéo tâm lên như kiểu thằng đụt vậy. Hồ tê chứ lại, nào. Ôi dồi ôi, thằng này nó chiến các bạn ạ, thằng này nó cũng chiến lắm cơ. Nó nhảy, nó trèo lên kia, cái nó muốn nó kê tôi kìa. Ôi nó chạy kìa, nó lại chạy. Má mày mày chạy ngoài mày mày. Ôi dồi ôi, nó lấy cái xe máy. Ôi dồi, mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Ok, nó chạy được rồi, không được. Phải dí các bạn. Ai Hùng dí đến từ Tuyên Quang, không sao hết. Mày cho mày là đây không phải là khẩu AK hồng xanh đấy nhá. Mày cho mày đây là khẩu AK bí ngô. Chứ đây phải là khẩu AK hồng xanh thì mày chết từ vừa nãy rồi. Nhưng không, bây giờ cuối cùng bạn cũng phải chết thôi. Ôi trời ơi, người ta gọi đây là nghiệp quật. Quả báo nhãn tiền đây thắng. UAV nó check cho tôi, nó bảo rằng là anh Hùng ơi, bên ngay đằng sau anh có một thằng khứa. Đấy, nó đấy. Ok, cái định mệnh nó cứ từ bị nằm xuống cái má nó. Tí nữa thì vơ đầu chết.
may quá không sao cả. Mọi chuyện đâu rồi vẫn còn có đó, thì chó thì vẫn phải có mắm tôm và riềng mẻ. Nào thằng danh con này, mày ra đây, mày ra đây coi. Ôi trời ơi, ôi ôi, anh bạn à, anh bạn chơi bật Chrono như vậy, chúng ta có thể giảng hòa được không? Giảng hòa này mày hả bưởi? Mày chơi mày nghĩ rằng mày có cái Chrono mà ngon lắm mày? Tao còn cái Chrono tao chưa bấm ra đây nè. Mày ngon mày chạy đi, tao xem mày chạy bo như thế nào hộ cái. Ai à, ai à, ui thanh niên này cũng chiến đấy các bạn. Nghe nghe ra muốn bắn tôi luôn đấy chứ. Thanh niên này chiến này tôi đánh giá cao về mặt ý thức dòng họ của dòng họ nhà thanh niên này. Đẻ ra thằng bé chiến quá. Nhưng mà thằng bé nó chọn sai người để chiến rồi. Bạn đã chọn sai người để chọc, bạn chọc nhầm chó dại rồi. Ok, ngòm cù tèo đến từ vị trí của cây. Chúc cây ăn nghỉ. Xin vĩnh biệt. À, được rồi, cái định mệnh. Sao tôi cứ bấm bắn như lại thành nằm xuống cái này, trông tôi như một thằng đút vậy. Không sao hết, vẫn bút được mà. Vâng, cảm ơn Mi nhá. Chia buồn cùng gia quyến. À đây rồi, còn đám bắn nhau cuối cùng đây rồi. Các bạn ạ, bộ đồ cũng đẹp, thanh katana cũng đẹp, combo súng này cũng đẹp. Và bây giờ đẹp nhất nữa là có một cái top 1. Đúng, nhưng sẽ còn tuyệt vời và đẹp hơn nữa nếu như mà có những cái like đến từ vị trí của các bạn đang xem. Bạn nào yêu quý đang ngồi xem ở đây thấy rằng mình vẫn chưa bấm nút like, cho mình xin một nút like đi. Còn nếu như đăng ký mà chưa đăng ký thì có thể cho mình xin một đăng ký. Và đừng quên là nếu đã đăng ký rồi mà có muốn xem các live stream và các video của mình một cách sớm nhất, căng nhất, khét lẹt lẹt thì đừng quên để lại một cái chuông và không để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất các bạn nha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mình xin phép dừng video của mình ở đây thôi. Nếu các bạn thấy thích đừng quên lại cho mình xin một like và một đăng ký như mình đã nói nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc một ngày tốt lành. See you again, bye bye.